Vớ bất động sản, anh Quang tắt tay hạ giá bán lỗ một cặp đôi siêu phẩm nhà đẹp tọa lạc tại trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 17 quận Gò Vấp, nằm sát với khu Cityland và trục đường Nguyễn Văn Lượng nha. Căn nhà mình thì đang được giảm giá bán tới 2 tỷ 700 triệu đồng. Giá gốc thì anh Quang giao 12 tỷ rưỡi, bây giờ giảm xuống chỉ còn có 9 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi. Một bộ đôi siêu phẩm nhà đẹp hướng chính nam, phù hợp với những anh chị cô bác nào theo phong thủy là đồng tứ trạch. Với diện tích dài ngang 4m2, sâu vào 19m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, có thang máy, nằm trong khu phân lô xây đồng bộ. Một cặp đôi nhà rất là đẹp, rất là sang, hướng nam nha quý vị. Ngang 4m2, sâu vào tới 19m, xây dựng hết đất và có thang máy nha. Xây theo phong cách nhà phố hiện đại, cầu thang treo, rất đẹp luôn, trệt lửng 3 lầu. Chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và 6 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Đấy, giá bán bây giờ chỉ còn có 9 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi. Trước đó thì anh Quang giao tới 12 tỷ rưỡi. Đường trước nhà là con đường rộng khoảng tầm 6m, nằm trong khu phân lô hẻm một xẹt có trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 17 nhá. Giá giao bán bây giờ chỉ còn có 9 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi. Quá là thơm ngon bố rẻ với cái diện tích dài như này. Nhà nằm ngay trục đường Nguyễn Oanh phường 17, rất là gần với khu Cityland và ngã năm chuồng chó nhá. Nằm trong khu phân lô xây đồng bộ. Vài hôm thì xây rất là nhiều trong khu vực này. Đường cụt, đường rộng tầm 6m, khu phân lô nha. Căn nhà trong khu phân lô xây đồng bộ rất đẹp, rất sang trọng, đẳng cấp luôn. Ở cực kỳ thoáng mát luôn nha anh chị. Chúng ta cùng em di chuyển vào khu vực phía bên trong. Nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, phường 17. Sẽ được ốp nhựa phía dưới đáy ban công, trang trí cây xanh phía bên ngoài. Xây dựng khá đẹp, khá sang luôn rồi. Hiện tại thì anh Quang đang gồng gánh lãi suất chịu hết nổi và hạ giá cực kỳ mạnh, hạ tới 2 tỷ 700 triệu đồng. Bây giờ chỉ còn có 9 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi nha. Bộ đôi siêu phẩm nhà đẹp mới nhất năm 2024 sông riêng, ngang 4m2, dài tới 19m. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, bên trong thì có cửa cuốn. Đấy, phía trên thì đã được làm mái nhựa rồi. Giá giao bán đã được giảm quá là hời cho những anh chị cô bác nào đang có nhu cầu mua để ở, mua cho thuê, mua làm văn phòng công ty. Dưới thì sẽ được ốp sàn gạch nhám gạch 1m260, tường cũng được ốp gạch cao lên đụng trần. Thiết kế lửng ngược, cầu thang treo, trên sẽ là thạch cao đèn LED. Phòng khách thì được đưa vào bên trong, bếp thì được đưa trên lửng nhá. Khu vực này đậu thoải mái xe hơi rồi. 4m2, dài 19m, có thang máy 450kg. Dưới gầm cầu thang chúng ta có nhà vệ sinh. Cầu thang thì được ốp đá hoa cương sa mạc, chạy đèn LED. Đấy, toilet rất là rộng ở đây, vòi sen thuyền, vòi cầu khối. Căn nhà cực kỳ ok luôn, giá bán bây giờ chỉ còn có 9 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi. Nhà có thang máy và full nội thất nha anh chị. Trong đây thì được tặng lại sofa, tặng tivi 65 inch, kệ tivi. Tường thì được ốp nhựa trang trí và phía trong thì có giếng trời. Full hết nội thất rồi, anh chị mua chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Giá giao bán bây giờ chỉ còn có 9 tỷ 9, quá là thơm ngon bổ rẻ luôn nha quý vị. Giảm từ 12 tỷ rưỡi xuống chỉ còn có 9 tỷ 900 triệu đồng, hạ giá bán lỗ tới 2 tỷ 600 triệu đồng rồi. Trên anh chị sẽ có đèn LED, trần vân mây, chạy đèn LED phía bên trong. Nhà xây dựng hết đất. Xây hết luôn. Giấy phép trước thì xây hết đất luôn nha chị. Nhà xây dựng rất là dài, nhiều diện tích sàn. Cầu thang ốp đá hoa cương sa mạc, chạy đèn LED cực kỳ đẹp luôn. Căn nhà siêu phẩm nha anh chị. Đấy, trần cực kỳ cao, cực kỳ rộng, thoáng mát. Anh chị cô bác nào đang xem được video thì hãy nhanh tay bốc máy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng đi. Đây là một trong những căn nhà thang máy tọa lạc tại trục đường Nguyễn Oanh, phường 17, gần với trung tâm ngã năm chuồng chó, với giá bán ngon bổ rẻ nhất. Có 9 tỷ 900 triệu thôi, thang máy nhập khẩu rất đẹp, 450kg nha. Đây, chúng ta cùng em di chuyển lên phía bên trên. Tầng lửng sẽ là không gian phòng bếp nha anh chị. Phòng bếp trên đây thì chúng ta sẽ có
Chủ nhà sẽ được ốp gạch 80 vuông và có tủ lạnh hai cánh Capper, có bếp điện tử, máy hút mùi, bàn ăn 6 ghế. Và tủ bếp thì đóng cao lên tới nóc tủ cổ ăn cường. Phía ngoài thì có ban công ở lửng cho chị trồng cây. Lại có máy rửa chén, đầy đủ hết nội thất rồi. Khi anh chị mua thì chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Một căn nhà diện tích dài và giá bán cũng rất là hợp lý luôn nha quý vị. Ở đây thì gần với Phú Nhuận và Bình Thạnh, ngay nhà tư Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lượng, gần với tượng đài liệt sĩ và khu Cityland. Di chuyển về ngã năm Trường Chó khoảng tầm 500m thôi. Có ban công phía ngoài đúc ra tầm 1m2, trồng cây xanh và làm khung sắt rất đẹp rồi. Hiện tại thì anh Quang đang dùng gánh lãi suất ngân hàng không chịu nổi nữa rồi, cần thanh khoản gấp, bộ đôi nhà đẹp thang máy này. Và anh chị cô bác nào có nhu cầu mua nhà thang máy diện tích dài và khu vực trục đường Nguyễn Oanh này, chúng ta có thể liên hệ ngay và luôn về tới nhà đất Bắc Hưng nha. Giá bán bây giờ chỉ còn có 9 tỷ 900 triệu đồng một căn thôi. Quá là ngon, bổ rẻ nha quý vị. Nhà xây rất đẹp luôn nha mọi người. Diện tích dài 4m2, dài 19m, khu phân lô xây đồng bộ. Đường thoáng mát. Xây rất là đẹp, rất là sang luôn. Đầy đủ hết nội thất rồi. Cầu thang treo phía trên đây thì đúc rộng 90. Trang trí cực kỳ sang nha. Diện tích dài tới 19m. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ cùng em đến với không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2, nhà thiết kế lệch tầng nha. Cửa gỗ tự nhiên. Trong đây thì sẽ được ốp sàn gạch giả gỗ, có giường 1m8 kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Tủ rất là lớn luôn. Phòng rộng, phòng ốc cực kỳ rộng nha. Đấy, có ban công ra phía bên ngoài, dàn tủ rất là rộng, đóng tới nóc luôn. Giá bán bây giờ chỉ còn giao là 9 tỷ 900 triệu đồng thôi. Anh chị khách hàng nào nếu mà thích nhà thang máy thì đây là một trong những sự lựa chọn quá là tuyệt vời cho anh chị rồi. Nhà đẹp, khu phân lô đồng bộ và gần trung tâm, gần Phú Nhuận và gần Bình Thạnh. Trục đường Nguyễn Oanh, phường 17. Đấy, máy lạnh Capper đầy đủ hết luôn nha. Giường lớn, phòng rộng. Hướng chính nam nha quý vị, đồng tứ trạch. Đây di chuyển về sân bay đi khoảng tầm 10 phút thôi. Cũng gần với sân bay nha. Toilet phía trong thì cũng làm rộng rãi, thoáng mát. Có vách kính, vòi sen thuyền, bồn cầu khối, lavabo rửa mặt và gương LED. Gạch ốp cao lên đụng trần nha. Lệch tầng. Di chuyển lên phía trên lầu 2. Chúng ta sẽ đến với phòng di chuyển lên đây sẽ là phòng ngủ số 2. Đấy, giường tủ đầy đủ hết rồi. Nệm có sẵn nhá. Xây dựng hết đất, được đưa toilet về phía trong. Toilet được đưa về bên trong nhá. Đấy, vòi sen thuyền, bồn cầu khối, toilet rất là rộng luôn. Gương LED. Căn nhà xây cực kỳ ok nha anh chị. Quý anh chị cô bác nào muốn sở hữu em nó hãy gọi ngay về tới bên em. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với phòng số 3, số 4 nha. Trên đây thì có cái phòng xông hơi ướt ở phía bên ngoài. Đấy, phòng ngủ này thì cũng quá là đẹp rồi, đầy đủ hết nội thất nha. Nội thất full hết rồi. Anh chị mua chỉ việc đem quần áo tới ở thôi.
khu vực đây thì có cái phòng sông hơi ướt. Bên đây sẽ là không gian phòng tắm, có bồn tắm luôn. Và di chuyển sang bên đây sẽ là phòng số 4 nha. Giống như hệt bên dưới thôi. Phòng cực kỳ to nha anh chị. Với giá tiền này quá là ngon luôn. Toilet rộng dài và cực kỳ to, thoải mái tắm rửa trong đây. Trục đường Nguyễn Oanh phường 17 bây giờ cực kỳ hiếm nhà, rất là hiếm nhà thang máy diện tích dài. Di chuyển lên trên lầu 3 sẽ là khoảng không gian phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Đây sẽ là phòng thờ nha anh chị. Phòng thờ quá là to luôn. Phía ngoài sẽ là không gian sân thượng trước cho anh chị trồng cây. Làm mái làm khung sắt hết rồi. Trên thì có bình nước nóng và máy nước nóng năng lượng mặt trời. Di chuyển về phía sau sẽ là khoảng không gian sân thượng giặt phơi đồ. Thang máy thì tiến lên tới trên này luôn nha. Đấy, có cầu thang sắt di chuyển lên trên đã được làm khung sắt. Căn nhà quá ok luôn. Anh chị về chỉ việc ở thôi. Trên có làm mái 1/2 rồi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.